Thùy Tiên châm ngòi xào xáo mạng xã hội, lương công nhân quét rác 20 triệu tháng mới đây. Đoạn clip ngắn được cắt ra từ tập 4 trong series Đu đêm của Hoa hậu Thùy Tiên cách đây một năm bỗng trở nên viral trên mạng xã hội. Trong tập này, Thùy Tiên trải nghiệm công việc của một công nhân vệ sinh môi trường, làm việc từ 8 giờ tối đến 4 giờ sáng. Cũng trong lần trải nghiệm này, Thùy Tiên được gặp gỡ bạn trẻ tên Quyết, đã theo nghề từ năm 18 tuổi. Giống như Thùy Tiên, nhiều người cũng bất ngờ lý do khi Quyết còn trẻ mà đã lựa chọn công việc vất vả này. Tuy nhiên Quyết cho biết, từ lâu đã đi theo mẹ làm nghề này, sau đó cảm thấy thích và dần dần yêu nghề luôn. Khi được hỏi có hối hận không, Quyết khẳng định là không và vẫn luôn tìm thấy niềm vui trong công việc. Đáng chú ý, phía dưới phần bình luận, đồng đảo cộng đồng mạng đều dành những lời ngưỡng mộ, biết ơn đến các công nhân vệ sinh môi trường, đặc biệt là những bạn trẻ, bởi họ sẵn sàng chấp nhận làm công việc vất vả, đêm hôm cũng như sức khỏe cũng sẽ bị ảnh hưởng để làm sạch đẹp đường phố. Tuy nhiên bên cạnh đó, dân tình cũng mở ra một cuộc thảo luận rôm rả về mức lương của công việc này. Theo đó, một số người chia sẻ lại mức lương của người quen đang làm trong ngành có thể lên tới 10 đến 20 triệu đồng tháng. Chưa kể các dịp lễ, Tết đều được tăng lương thưởng, nên thu nhập được đề đánh giá là ở mức hấp dẫn, cạnh tranh. Đó cũng là lý do mà không ít người cho rằng các vị trí như vậy thường sẽ rất đông người muốn xin vào làm việc. Tuy nhiên, không phải ai cũng được nhận. Dẫu vậy, mức thu nhập này cũng tạo ra không ít tranh luận bởi không phải vị trí nào cũng đều có lương như vậy. Nhiều bạn trẻ cho rằng, trung bình đều sẽ ở mức cơ bản khoảng 5 đến 6 triệu đồng tháng, nên ngoài 8 tiếng làm việc, một số người cũng sẽ dành thời gian để làm thêm các công việc khác, kiếm thêm thu nhập. Hơn nữa, tùy từng vị trí công việc, công ty cũng như tỉnh, thành sẽ có mức lương khác nhau. Chẳng hạn với những tỉnh, thành lớn, mức lương cũng được trả cao hơn so với các địa phương nhỏ. Song, nhiều người bày tỏ công việc cũng sẽ tương ứng với thu nhập nhận được. Mình ở Bình Dương, chị mình cũng làm trong nghề này, lương cứng gần 20 triệu đây. Chị mình làm ca 3 giờ sáng đến 9 giờ trưa về, sau đó làm tiếp 12 giờ trưa đến 6 giờ tối. Mà chị mình làm chủ yếu ở các công viên. Mình cũng tin là sẽ có những nơi trả lương cao, như chú mình làm thấy thu nhập cũng ổn lắm. Tháng cũng phải 10 đến 11 triệu đồng, làm ngày lễ Tết đều được nhân đôi, chắc cùng tùy nơi thôi mọi người ạ. Mẹ mình làm thì lương cơ bản ở mức 5 đến 8 triệu đồng, tích cóp lại thì vẫn đủ ăn, đủ sống và nuôi chúng mình học hành tới nơi tới chốn. Không bàn đến chuyện mức lương cụ thể ra sao thì phần đông đều cho rằng không phải ai cũng đủ niềm đam mê hay sự can đảm để làm công việc này. Bởi theo như trải nghiệm của Thùy Tiên, nàng hậu cũng cho biết nhìn tưởng dễ nhưng thực sự khi làm lại rất khó. Chiếc chổi quét nặng, đẩy xe rác cũng vất vả và nhiều nguy hiểm. Chưa kể một ca làm sẽ phải đi vài ba con phố, hẻm, tiếp xúc với nhiều mùi chất thải độc hại dễ gây ảnh hưởng sức khỏe. Do đó mà nhiều người bày tỏ, mức lương cao cũng là điều xứng đáng. Cộng đồng mạng chia sẻ luôn cảm thấy ngưỡng mộ, trân quý và biết ơn những cô chú, anh chị làm trong ngành vệ sinh môi trường. Bởi khi nhiều người đang yên giấc với chăn ấm, đệm êm thì các công nhân môi trường vẫn miệt mài làm việc, trang hoàng cho thành phố xanh sạch đẹp hơn. Ở thời điểm hiện tại, Hoa hậu Thùy Tiên được đề đánh giá là một trong những nàng hậu có nhiều hoạt động tích cực từ giải trí, thiện nguyện và các dự án cá nhân. Trong đó, không thể phủ nhận sức hút và độ lan tỏa mạnh mẽ của series Đu đêm trên các nền tảng mạng xã hội. Series Đu đêm nơi Thùy Tiên không là hoa hậu, mà hóa thân trải nghiệm các công việc từ bán mực chiên, bán hoa Tết, làm công nhân vệ sinh, chạy xe ôm công nghệ, bán rau. Series của mỹ nhân Gen Z đã đạt hàng chục triệu lượt xem và liên tục lọt vào top thịnh hành tại các nền tảng mạng xã hội. Chưa dừng lại ở đó, Đu đêm đã được vinh danh tại lễ trao GET hưởng phát thanh và truyền hình châu Á Thái Bình Dương diễn ra tại Singapore.